Hiện kế hoạch số 2449 KHUBND ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em năm 2019. Sáng 29 tháng 11 năm 2019, trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Hương phối hợp với phòng lao động thương binh và xã hội huyện Nhà Bè tổ chức đồng diễn hưởng ứng tháng bình đẳng giới với chủ đề cha và con trai trong phòng ngừa bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái. Đến tham dự buổi lễ có sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Hiệp Chí, chuyên viên phòng bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, bà Lê Thủy Anh, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Nhà Bè, các ông bà đại diện phòng lao động thương binh và xã hội huyện, ban giám hiệu các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện, cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Hương. Mở đầu buổi lễ là các tiết mục văn nghệ hưởng ứng tháng bình đẳng giới. Sau đó, buổi lễ nghe bà Lê Thị Anh, trưởng phòng giáo dục và đào tạo phát biểu khai mạc. Tiếp theo, đại biểu và học sinh còn được nghe tiến sĩ Nguyễn Hiệp Chí tuyên truyền ý nghĩa của việc hưởng ứng tháng bình đẳng giới ở gia đình, trường học và xã hội. Với thời gian ngắn ngủi nhưng tiến sĩ đã giúp các em học sinh có thêm nhiều kiến thức và kỹ năng bảo vệ bản thân và các thành viên trong gia đình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kết thúc buổi lễ, các đại biểu đã được thưởng thức 3 bài đồng diễn thể dục rất hay, rất đẹp và ý nghĩa do các em học sinh và giáo viên trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Hương biểu diễn.